lớp 80%, nhớ nha, 80 nha. Lấy ít thôi, đừng lấy nhiều nè, mỏng nè, thấm xuống nè, 80% nè. Thấy chưa? Cái 80 không? Cái cọ mình, cái bột mình để nằm cho nó nằm yên đó, để chi đừng cho nó chảy ra hai bên. Rồi xong mình đập nè, đập trên cái đầu nè, kéo xuống nè. Ở phần này là mình cho nó thiếu nè, phần bên đây mình cho nó thiếu nè, đó mình lấy khúc này thôi. Đó là mình kéo xuống nè, đó, kéo cho nó mỏng xuống nè, kéo vô, nhớ là kéo vô, đừng kéo ra. Kéo vô nè, thấy không? Kéo vô. Kéo bột vô, từ từ. Anh tình yêu cho hỏi anh có bán đầu dũa giấy không? Không có em ơi, đầu dũa giấy ở ngoài được bán cả đống, mình bán chi mấy cái đó. Mấy cái đó một bịch bán có 2 đồng mấy, 3 đồng gì đó, như một bịch như vậy có 5 đồng bạc phải về xài được năm chưa hết nữa. Thấy không? Thấy tình yêu vuốt không? Nè, vuốt nè, vuốt nè, vuốt vô nè. Vuốt vô nè, thấy không? Cái phần này là phải lúc nào cũng vuốt vô. Xong tới đây nè, dùng cái cọ nè, đẩy vô nè, đẩy vô nè, đẩy vô mấy cái thành nè. Đó, đẩy vô cho nó chạy ôm vô nè, thấy chưa? Cho nó ôm vô nè. Đó, cho nó ôm vô. Thấy chưa? Cho nó ôm vô nè. Đó, nó tự động nó gãy luôn á. Thấy chưa? Là mình lấy cái bằng bột này ra nè. Đó, cái phần bột này cho nó ôm vô cái móng mà, thấy chưa? Tí xíu mình không cần phải giũa nhiều. Đó. Xong rồi mình lấy cục bột ôm lên nè. Cho nó đẹp cái đã, từ từ. Nó chưa đẹp là mình phải chỉnh lại cho nó đẹp. Đó, chỉnh lại. Thấy chưa? Nó đẹp rồi. Anh có bán bút có nha, anh không 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 chưa không không có cọ hết cọ rồi em ơi. Nè, một cục nè, thấm xuống nè, ít thôi nè, bỏ lên nè, cục đầu tiên nè. Nè, vuốt nhẹ nè, xí. Vuốt nhẹ nè, xí. Vuốt lại nè. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đoạn nghiêng qua đây. Rồi, cục thứ hai nè. Lấy cục thứ hai nè, mỏng thôi, đừng có tham. Ít nè, thấm nè, bỏ lên nè. Đẩy sát vô trong da thịt là đưa xuống là kéo nè, đưa sát vô trong kia cổ rồi đẩy xuống kéo nè, đó rồi cái phần này nó bị nhân là mình kéo vô lại, đó kéo vô đừng cho nó dư ra nè, xí, đó như vậy là cái móng của người ta đẹp tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, thấy chưa, nhớ không? Rồi bỏ cục bột lia lên nè, bỏ cục bột lia lên, đây cục bột lia nè, thấm bỏ lên, thấm bỏ từ trong ra ngoài luôn, vuốt, đưa cục bột xuống nè, vuốt. Vuốt vuốt lại cho nó đẹp nè, thấy chưa, cho nó láng xíu là mình giũa lại là nó đẹp, thấy chưa. Rồi anh chị em coi cái ngón tay này, lật úp lại coi đẹp không. Đó, thấy gì chưa, thấy rõ không, đẹp nhức nách luôn. Rồi tiếp tục nè, tiếp tục cứ vậy mà làm thôi, đâu có gì khó đâu. Nè, lấy cục một ít nè, thấm xuống cho nó ráo nè, thấm vô chữ giấy là tào lao nè, đó bỏ lên nè, 80% nè. Bây giờ cục bột cũng là không thiếu hai bên nè, dùng cọ để đưa ra nè. Đó, đập nè, dùng cọ đưa ra nè cho nó đủ bột nè, thấy chưa, thấy lúc nào cũng dùng cọ không, đưa ra nè, đó kéo nè, mỏng 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 nè, mỏng 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 nè, thấy không, đừng có cho bột nó dư nè, đó đưa vô, nhớ là như vậy, nhớ là lúc nào cũng vậy. Tới đây là mình ngưng, tại bột đang còn chảy đúng không. Anh ơi quay sát đi. Quay sát tí nữa hả? Trời ơi khổ ghê. Quay sát cỡ này được chưa? Đó. Rồi một ráo là kéo tiếp nè, kéo nè. Kéo vô nè. Thấy không? Tới phần này là mình phải kéo vô nè. Đó, kéo vô hai bên cạnh đây nè, kéo vô nè, thấy chưa? Kéo vô nè. Không, không lấy cái thân này đẩy vô nè, cái thân cọ này đẩy vô trong cái thành này. Đó, đẩy vô cái thành này. Thấy chưa? Đẩy vô cái thành này cho nó dính vô nè, nó gãy tự động nó gãy luôn. Đó. Thấy chưa? Nhớ khi mà đẩy vô cái thành bột này nó chạy vô là mình kéo ra lại, mình kéo ra lại cái phần bột này, đừng có để cho nó bị dày ở chỗ này, ok, đó đừng có cho nó bị dày, nhớ không, đó kéo ra đó. Rồi bây giờ mình bỏ cục bột đầu tiên nè, thấy cục bột đầu tiên không, thấy cục bột bên đây nó thiếu không, cục bột bên đây nó thiếu không, kệ cha nó đó, nó mình đừng có làm gì hết nè, lấy cục bột nè thấm xuống nè, bỏ lên nào nè, đưa ra đặt 1 2 kéo nè, 1 2 kéo nè, đó kéo nè, kéo lại nè, đó thấy chưa, là mình vuốt cái cục bột cho nó mỏng ra, thấy chưa, là cục thứ hai nè, cục thứ hai nè, à cục thứ hai thấm nè, bỏ lên nè, lo sát critical nè, à, đưa lên, đưa cục bột xuống kéo nè, đưa cục bột xuống nè, kéo nè, rồi xong, thấy gì chưa, đó nhìn là nhức cái nách luôn, thấy chưa. Rồi bây giờ mình làm gì, mình bỏ cục bột lia lên đó, bỏ cục bột lia lên nè, cục bột lia nè, cục bột lia nè, thấm nè, bỏ lên nè, bỏ hết luôn móng nè, lo critical đưa cục bột xuống nè, kéo nè,
Thấy không? Lo kia đi cò đẩy lên là đưa cục bột xuống kéo nè, xong rồi kéo dài phát nữa nè. Đó, kéo dài cái mới cho nó sát rồi. Bây giờ. Rồi như vậy là xong rồi. Đó, như vậy là đã xong, hoàn thành xong cái móng. Bây giờ đo ngón này với ngón này, cái ombre lúc nào nó cũng bằng nhau hết á. Không, bây giờ nó bằng, nó khác nhau. Thấy rõ không? Tiếp tục thôi, như vậy mà làm thôi. Thấy không? Ombre đâu có khó. Rất là dễ, nhưng quan trọng nhất là phải bỏ cục bột làm sao. Ví dụ bỏ đây nè, bỏ chuối cái cọ xuống nè, cái cọ xuống nè, vươn cái đầu xuống nè, bỏ ngay là 80% nè, lúc này cho bột nó thiếu nè. Thấy chưa? Rồi cái đầu chuối cái tay xuống nè, đưa cục bột vô nè. Nếu mình muốn làm đắp cái kiểu đó, đó là mình đập nè, kéo ra, đập nè, kéo nè, cục bột cho nó mỏng nè, thấy chưa? Kéo ra nè, kéo ra nè, xong rồi kéo vô lại. Đó, kéo phần này kéo vô lại, đừng có cho nó dư bột ra. Thấy chưa? Chùi cái cọ, nhúng miếng nước. Kéo tiếp tục, kéo. Bây giờ kéo vô, kéo vô, kéo vô. Kéo vô, kéo vô, kéo vô, lúc nào cũng vậy. Tới đây là phải kéo vô nè, tới đây là phải kéo vô nè, thấy chưa? Đẹp nhất rất là như rớt luôn hả? Anh quay. Đó, anh chị em nhớ không, tình yêu làm rất là cẩn thận cho mọi người coi. Thật sự ra không có khó, không có giống nghề luôn. Nhớ cái quan trọng là phải sao? Phải kéo bột làm sao? Kéo bằng cái dừa thăn, dừa cọ. Anh chị em làm ombre ngộ lắm. Tôi thấy mấy người làm ombre mà tôi tắc cười. Mà bỏ cục bột lên cái pẹt 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 pẹt, giống như là mình đang rửa đít ngựa vậy đó. Làm ombre mà giống như rửa đít ngựa vậy. Ombre là người ta kéo một cái hai cái là người ta xong rồi, chứ đâu có đâu mà kéo hoài. Này, ombre là người ta bỏ lên nè, thấy chưa? Nè, cục bột đầu tiên là thấm nè, bỏ lên nè. Nè, là người ta kéo nè. Bây giờ thấy nó kéo cái nhẹ không? Nè, kéo nè, là xong rồi, cái bột nó còn dư là ta kéo lại cái nữa là xong rồi đó. Chứ không phải là anh chị em mà làm đó, gì đâu bỏ lên phạt 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 cái gì kì vậy. Giống như mình làm đại vậy, đâu có ra ombre đâu. Nè, cục thứ hai nè, coi cục thứ hai nè. Nè, cục thứ hai nè, thấm nè, bỏ lên nè, qua sát cái đi cò nè. Nè, đưa lên nè, đưa cục bột xuống nè, kéo nè, thấy chưa? Đưa cục bột xuống nè, thấy chưa? Lấy được cục bột xuống kéo không? Đó, nó như vậy là đen chi. Để tại sao mà tình yêu nói đưa cục bột qua đố mọi người á. Đố mọi người tại sao mà tình yêu phải đưa cục bột qua. Nếu như anh chị em mà không đưa qua, nó sẽ có cái ngắn ở đây. Ok. Nó sẽ có cái ngắn ở đó là tại vì sao? Cái cục bột đầu tiên á, cái cục bột đầu tiên nó sẽ bị khô rồi, nó bị ráo rồi. Cái cục thứ hai nó sẽ ướt hơn. Mình đè cái cọ xuống này, cái cục bột kia nó sẽ đẩy cái cục bột ướt lên, là nó sẽ bị cái ngắn. Còn cái này mình đưa cục bột qua khỏi cục bột là không bao giờ bị cái ngắn. Hiểu chưa? Hiểu không? Có nghĩa là mình đưa cục bột xuống như vậy, có nghĩa là cái cục mình đẩy cục đầu tiên nằm đây nè, ok, là nó khô rồi. Nếu mà cái ướt này mình đè xuống cái cục bột khô nó lòi lên là nó sẽ có cái ngắn ở đó, hiểu không? Cho nên là mình làm cái gì mình phải có cái, nó phải có cái quy trình của nó chứ, là tại vì mình không có nắm vững được cái cơ bản đó cho nên mình bị làm sai. Còn cái vấn đề này là mình làm đúng là không bao giờ bị, đúng không? Thật sự ra tình yêu mà không nói vấn đề này anh chị em cũng không hiểu đâu, không bao giờ hiểu cái vấn đề đó, tại sao mà nó có cái ngắn ở đó. Đó, tại vì cái cục bột đầu tiên mà hồng đầu tiên nó bị một cái ngắn rồi, mà mình không chịu đè đưa cục bột qua là nó bị liền, đúng không? Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình đưa sát cho mọi người coi nè. Đó, cục bột mình kéo nè, thấy không? Cục bột mình kéo nè, kéo mỏng nè. Bây giờ thấy kéo mỏng không? Đúng rồi, đắc tin đâu có đúng à, không đúng bây giờ làm sao cho đúng. Đó, không đúng mình làm sao cho nó đúng á, đắc tin ha. Đó, bây giờ mình nói đơn giản đó, mình kéo nè, tới đây là mình kéo luôn, chứ không phải tới đây mình ọc xuống đâu. Tới đây là mình cứ việc kéo ra, đưa ra là xong rồi mình mới dùng cái thăng nè. Đó, mình dùng cái thăng này mình đẩy vô nè, đó, mình đẩy vô trong cái thăng nè. Tại như vậy thì cục bột ở đây nó không có bị dày ở đây, hiểu không? Nó sẽ không bị dày ở đây, nếu anh chị em ọc đây nó sẽ bị mỏng, nó bị mỏng cục bột ở đây. Đó, thấy chưa? Rồi xong nè, cục bột đầu tiên nè, anh coi em coi tình yêu làm ha. Đây, cục bột đầu tiên chút xíu nè, bỏ lên nè. Bỏ đây đúng không? Nè, kéo nè. Đúng không? Kéo nè. Đúng không? Kéo này kéo lại nè. Thấy nó có cái ngắn không? Thấy có cái ngắn ở đây không? Anh chị em có thấy có cái ngắn ở đây không? Nè, nếu như anh chị em mà bỏ lên nè, mà anh chị em vuốt luôn thì cái ngắn nó lòi ra. Còn tại vì tình yêu đưa xuống nè, xong kéo nè. Đưa xuống nè, rồi mới kéo nè. Tại vì nó qua khỏi cái ngắn đó rồi, bây giờ nó đâu còn nữa đâu. Nó che cái ngắn đó thì nó đi liền với nhau thôi, đúng không? Nó liền với nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, chị thích nghe chú nói chuyện thôi là mới đúng. Chị làm sao? Nói gì mà mới đúng? Nói tầm 7 đó hả?
nè, cục bột ly nè, bỏ lên nè, thấy chưa, bột ly nè, đưa sát cái đi cồn nè, xong đưa xuống nè, thấy chưa, kéo nè, thì lúc đó nó mới đưa hết xuống cục bột xuống dưới đây, nó mới đầy đủ cái móng thì nó mới đều được, thấy chưa. Đó, nhìn nè, nhìn cái ombre nè, nhìn là ghiền, thấy không. Nhớ mọi người thấy không, bây giờ ngón cái nè, ngón cái là dễ coi nhất nè, ngón cái là coi dễ nhất nè, đó, cho thấm lên cho nó đã nè, coi nó đã nè. À, cục bột nè, nè cục bột là thấm nè, à, thấm lên cho nó tào lao nè, bỏ lên nè 80% nè, thấy chưa. Tại sao bỏ lên 80%, tại vì móng nó ngắn, ok, bỏ lên 80%, nếu mà bỏ xuống 70 thì nó sẽ cái đường, cái màu phim nó sẽ đi dài xuống, nó không có đẹp. Nè, đập nè, thấm kéo nè, kéo vô nè, thấy chưa, đập cho nó mỏng là thấy chưa, cho nó mỏng là kéo vô nè, thấy chưa, thấy nó mỏng ở đây không, thấy rõ không. Đây là nó bột nó đang chảy, là ngưng lại chút đã, đó, đưa nó vô. Giờ mình đưa cái phần này vô để chi cho nó môi chính giữa, cho cái độ môi chính giữa nó có, đó, cho cái độ môi chính giữa nó có, rồi mình kéo vô nè, đó, mình kéo vô, thấy không, thấy kéo vô là cái độ môi chính giữa nó có nè, thấy chưa, thấy cái độ môi không, đó, là mình kéo nè, đó, kéo nè, kéo ra hết đầu luôn, kéo ra cái đầu móng luôn, xong rồi mình lấy cái thăng là đẩy vô nè, cho nó thành cái xếp, để mình lấy cục bột dư ra nè, đó, lấy cục bột dư ra nè, đó, thấy chưa, thấy rõ chưa, đó, bây giờ lấy cục bột đầu tiên nè, thấy cục bột đầu tiên không, nè, cục bột đầu tiên nè, bỏ lên nè, đè ra nè, thấy nó đè ra không, đưa lên nè, đưa nè, đập 1, 2 là kéo nè, đó, 1, 2 là kéo nè, thấy không, đó, kéo nè, thấy không, kéo nè, thấy chưa, là cục thứ hai nói lên điều gì nè. Cục đầu tiên không đẹp thì cục thứ hai sẽ đẹp nè, bỏ lên nè, thấy chưa, sát vô trong kia critical nè, đưa xuống nè, thấy chưa, kéo nè, nè, đưa xuống nè, kéo nè, đó, là cục, là cái ombre nó ra đẹp liền, thấy chưa, là màu nó đậm lên đó, là nó sẽ ra đẹp. Ví dụ bên này nó thiếu một chút, cho nó miếng nè, đó, nó thiếu một miếng, cho nó một miếng, đây, cho nó một chút xíu bỏ nè, đó, là mình kéo nhẹ xuống thôi, là xong, thấy chưa. Là cái cuticle của mình nó đẹp, là cái ombre của mình nó cũng đẹp luôn. Rồi giờ mình bỏ cục bột clear nè, bỏ cục bột clear nè, bỏ lên nè, đấy, nè, đưa nó xuống nè, thấy chưa, kéo nè, cái cục bột clear nó dư không nè, đưa nó xuống nè, đó, là nhìn cái móng của mình nó đầy đủ bột trên đây, đúng không, nó đầy đủ bột, nó không thiếu chỗ nào hết, nhìn cái móng nó ra cái móng luôn, đó, đẹp không. Rồi mình làm xong rồi mình đặt cái ngửa bàn tay này lại, mình để cái bàn tay mình, đẹp không, nhìn cái ombre của mình nó đều với nhau, ok. Rồi qua mình bàn bên tay đây, tiếp tục bàn bên này. Đó, bàn bên này nè. À, bột nó sẽ hết nước liquid châm thêm vô. Cái châm liquid nè. Đó, mình châm như vậy thì tại sao mình xài cái ly này nó sẽ không bị hôi tiệm. Okay. Đó, nó không bị hôi tiệm, mà nếu mình muốn làm đẹp nữa thì mình lật cái tờ giấy này qua, tại vì nhiều khi mình cứ chùi cái chỗ này nè, cái cọ nó dính bột lại chỗ ngược lại, thì giờ mình lật qua cho nó an toàn. Đó, mình lật cái tờ giấy này qua nó sẽ khô, bên này nó sẽ khô. Thấy chưa, là nó sẽ không bị dính bột ở đây nữa, nó không dính vô cọ mình sẽ, nó sẽ chắc hơn, nó sẽ bền hơn, đúng không. Rồi giờ làm tiếp tục, đó, châm nước đầy đủ là làm cục, làm tiếp tục, làm thứ hai, một phần thứ hai đó. Trời ơi, tôi chỉ từng ly từng tí gì mà làm không xong là thôi bó tay luôn, chỉ từng cái lấy nước, từng cái miếng giấy, từng cái liquid phải lấy làm sao đúng không, chỉ như vậy mà còn không làm được nó là dở luôn. Mà lỡ mai mốt có dở nhà thì cũng cảm ơn tôi nha. Đó, nhớ chưa, là cục bột cũng là cũng kéo vô. Thấy chưa? Hello anh Tính. Biết bao giờ làm được như anh, cứ tại sao phải biết bao giờ. Mình phải tập lên thì làm giống thôi chứ có gì đâu mà biết bao giờ. Thấy không? Đó, tình yêu sao mà chụp giật lẹ quá vậy, sao làm nail không chịu chụp giật. Làm nail là phải chụp giật, đó, mới bằng người ta được. Tình yêu mà không cho tôi cũng đi tới nơi, thấy không? Thấy nhỏ nó đẹp là cỡ nào cũng xung phong vô hết. Thì giờ mình làm nail không đẹp thì mình phải xung phong vô. Đó, vuốt nè, vuốt hai bên, thấy không? Ra lấy cục bột ra rồi, bây giờ mình cứ đưa cục bột vô trong cái móng là nó sẽ thành ra cái móng luôn, sẽ thành ra cái xếp của mình luôn nè. Đó. Thấy giờ nó ra cái xếp luôn, tí xíu mình vuốt sơ là nó đẹp rồi. Thấy giờ nó ra luôn cái móng, o mình xếp cho mình luôn. Đó là cục đầu tiên nè, thấy cục đầu tiên nè. Đây, cục đầu tiên thấy nè. Thấy không? Bỏ lên nè, thấm nè, cho miếng giấy nè, cái ráo nè, bỏ lên nè. Nè, đè xuống nè. Kéo nhẹ nè. Thấy chưa? Kéo nhẹ cái tay nè. À, kéo nhẹ nè.
nó nhẹ lại thế nè, đó là nó ra cái ombre liền cái gì, thấy không? Ombre không có khó, quan trọng nhất là làm gì, quan trọng nhất mình phải làm đúng cách thì nó mới đẹp được. Đó, cục thứ hai nè, thấm nè, bỏ lên nè, sát cuticle nè, đưa xuống nè, thấy đưa xuống không, kéo nè, thấy đưa xuống không, đưa xuống không, mới kéo nè. Đó thì cục bột của này nó tràn qua bên cái lần đầu tiên rồi nó sẽ làm đẹp hơn. Còn cái phần của này nó không có bị mô lên nữa, nó không bị dư, hiểu không? Nó sẽ đều ra, cái móng nó bị lài ra là cái bột nó sẽ đẹp. Thì nó mới len vô cái móng với nhau đẹp được. Cục bột lên nè, bỏ lên nè, bột lên nè, đưa lên xong kéo xuống nè, kéo cục bột xuống kéo nè, đó, kéo nhẹ cái tay nè, đó kéo nhẹ nè. Bây giờ cái gì nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Con gái nó cũng cần sự nhẹ nhàng chứ đâu phải mạnh bạo đâu, thấy chưa? Là cái bộ bảo lãm là như vậy là nhất nách rồi, làm như vậy là đẹp, lấy tiền rồi. Tiếp tục phải không, tiếp tục nè, tiếp tục cứ vậy mà làm thôi. 10 ngón như nhau, thấy không? Một bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa như ngày nào, 80%. Đề cục bột ra nè, cho nó ra cái góc này một chút nè, đó, cho nó ra cái góc này một chút, xong rồi mình chùi cỏ nè, nhúng tí xíu nước nè, đập nè, kéo nè. Đó, vừa đập kéo nè, đó, kéo ra nè, kéo cho nó trở chạy ra, cho ra cái móng, đó, thấy chưa? Nói chung là ombre là rất là dễ, thật sự ra nó rất là dễ. Mà cái quan trọng là mình làm sao cho nó đẹp, đó là cái quan trọng, thật sự ai làm cũng được hết á. Mà cái quan trọng ở đây là sao? Nó phải ra ombre chứ không phải là mình bỏ lên là mình làm đại được đâu. Có nhiều người thì nói chung là mình thấy rất là nhiều người, đúng không? Có cái anh gì mà ở Florida lắp một cục bột là 80 lần đó. Đó, làm ở đâu làm cũng ra luôn đó, nhưng mà ra nó kiểu đó ra hơi bị mệt. Đó, cục bột mà bỏ lên chắc nó giá từ lưu hết là không được. Đó, thấy không? Bây giờ đơn giản là mình đắp một cục nó ra rồi, đúng không? Là bây giờ mình tiếp tục nè, thấy cái ombre nè, đây bỏ một cục nè, thấm nè, bỏ lên nè, thấy chưa? Đập 1, 2 kéo nè, thấy chưa? Là 1, 2 kéo nè, đó chỉnh sửa lại nè, đó chỉnh sửa lại nè, đó là nó ra nè, thấy không? Cục thứ hai nè, nè cục thứ hai là thấm nè, bỏ lên nè, lo cái cuticle là đưa sát cái cuticle đưa xuống nè, kéo nè, nè đưa xuống nè, thấy chưa? Thấy đưa xuống không? Kéo nè, đó như vậy thì nó mới ra được đẹp nè, thấy chưa? Thấy nó đẹp không? Nó loang ra nó mới có cái độ mờ của nó. Rồi bỏ cục bột lia lên nè, thấm nè. Nè, đưa cục bột xuống nè, kéo nè, đó, đưa cục bột xuống nè, kéo nè, chỉnh sửa lại nè, chỉnh sửa lại nè, cho nó đẹp nè, thấy chưa, đó, làm mượn nó khô lại là nó đẹp luôn, rõ nét và dễ xem. Cảm ơn tình yêu rất nhiều đang học mà không hiểu vấn đề mình sai. Thật gì á, thật sự ra anh chị em hiểu không? Cái nghề này á, là nói nghề dạy nghề, nhưng mà nghề dạy nghề nó phải đúng cách thì người ta mới học được. Cái thường thường mà nghề dạy nghề nó rất là khó. Nghề mà dạy nghề nó phải đúng cái cách thì nó mới ra được. Tại vì sao? Thường thường là mấy cái này á, là người ta chỉ mới đầu tiên người ta chỉ có tìm hiểu ra cái cách làm nó, cái hai cái màu nó phối vô nó đẹp thôi. Nhưng mà cái cách mình làm á, nó phải hoàn thiện đi á, là nó phải có thời gian rất là dài. Tại vì dành cho những người mà đã đam mê á, người ta mới tìm hiểu được cái gì, lý do tại sao cho nó đẹp. Chứ còn ví dụ như anh chị em mà làm nail để kiếm tiền á, thì bảo đảm cho anh em chỉ học lóm mà thôi, đúng không? Học lóm thôi. Có những lần người ta làm được thì mình sẽ làm được, chửi thề luôn. Nó làm được thì tôi cũng làm được, tôi làm nghề cũng mười mấy năm, 20 năm rồi, tôi làm vẫn được như thường, đúng, vẫn được, không ai nói không được hết á. Nhưng mà với điều kiện là nó có đẹp hay không, đúng không? Nó có đẹp hay không mới là điều quan trọng. Chứ đừng có lúc nào mình cũng vỗ ngực xưng tên là tôi làm nail mười mấy năm, 20 năm rồi, đối với tôi là chuyện nhỏ. Không có gì mà gọi là nhỏ, không có gì mà gọi là lớn hết á. Nhưng mà quan trọng nhất là cái nhỏ nó mới có cái lớn. Đó, rõ ràng không? Ví dụ mình muốn làm giàu thì mình phải góp gió thành bão thì mình mới giàu được, chứ đùng nhiên mình đâu có kiếm được bạc triệu được, đúng không? Cái gì nó cũng phải từ cái đồng tiền nhỏ nó mới lên cái đồng tiền lớn được, thì đó mới gọi là góp gió thành bão. Chứ đâu có ai mà bước lên trên trời được. Đó là cái cách mà tình yêu muốn chia sẻ cho mọi người là như vậy đó. Vấn đề ở đây là mình phải hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Mình làm cái gì nó cũng vậy hết chứ, nó phải có trình tự, chứ không phải là muốn làm là làm đâu. Mình đừng có nghĩ là mình thông minh, mình giỏi, không có. Tình yêu cũng luyện thấy mẹ luôn mới ra được như vậy, chứ đâu phải đơn giản mà được như vậy đâu. Phải có chứ, nó phải có. Đó là quan trọng, là tình yêu muốn chia sẻ là những cái kinh nghiệm mà tình yêu hiểu biết để chia sẻ cho mọi người cái cách làm, để mọi người nhìn vô đây để mình thấy tận mắt là tại sao ông nội này ông làm ombre ra đẹp. Đó, mình phải tự tin. Thật sự là trên đời này mình có những cái mình phải khiêm tốn.
mà có những cái mình phải tự tin. Là tại vì sao? Tại vì mình tự tin á là mình muốn chia sẻ cho người ta, là mình phải hiểu biết mình mới chia sẻ cho người ta được, chứ không phải là mình nói tầm bậy tầm bạ đây mình chia sẻ cho người ta là không đúng. Người ta có cặp mắt nhìn và có cả lỗ tai nghe và nhận thức được những gì mà người ta đã thấy, đúng không? Tại sao có cỏ cứng cỏ mềm? Ok, cỏ cứng có nghĩa là sao? Người ta xài lông giả nhiều nó sẽ cứng, ok. Còn người ta xài lông chồn, người ta bỏ lông chồn nhiều thì nó sẽ mềm hơn là cái lông cứng. Mà thường thường cái lông này nè, cái lông nó mềm như vậy á thì nó dễ làm, nó không phải là mềm lắm. Tại vì cái cỏ này á, khi mình làm một thời gian á, nó sẽ cứng lại, nó không có mềm thiệt là mềm đâu, mà nó vừa mềm vừa cứng, thấy không? Vừa mềm vừa cứng là sao? Nó lúc như ban đầu thì nó cứng, nhưng mà vô nhiều khi mình sờ nó nhiều quá nó sẽ cứng. Đừng nghĩ vậy nha, tôi nói vậy thôi, anh em đừng nghĩ vậy. Đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình xài nhiều quá nó sẽ cứng, đúng không? Mình xài thời gian là cái lông nó sẽ mòn đi, nó sẽ cứng, nó làm đi cái chất, những cái chất ở trong cái cỏ này nó sẽ giảm bớt thì nó sẽ cứng cái cỏ lại. Đó. Hello, can I help you? Can you wait a little bit? Rồi, cục đầu tiên này bỏ lên nè, thấy chưa? Tại vì cái cỏ mềm á là người ta xài lông tròn nhiều quá nó bị mềm khó làm lắm. Thật sự ra anh chị em đừng có nghĩ 100% lông tròn mà làm được ướt, nó mềm lắm, khó làm. Còn cái cỏ kia nó có thể là 70% hoặc là 80% thì cái cỏ nó sẽ cứng một chút, dễ làm hơn. Anh chị em thấy tình yêu đưa cục một màu hồng rồi thứ hai xuống không? Nó lúc nào nó cũng vậy chứ, phải đưa xuống nó mới ra được đẹp, chứ không thôi là nó bị cắn đó. Đó. Rồi nhớ là phải bỏ bột ly lên nha. Có nhiều anh chị em cứng đầu không bỏ bột ly lên, hồi vũa ra má nhận ra luôn, nó xấu quá, vũa cái cục bột hồng đi mất tiêu, nó xấu quá. Đó. Trời ơi, Bảo Văn thích lông gì, em muốn gắn lông gì thì em gắn, lông của em gắn cũng thành cỏ được vậy em. Lông của em muốn thành cỏ cũng được, nó không có khó gì hết trơn á, muốn làm thì nó ra liền à, muốn lông gì cũng được đó. Lông tròn, em biết lông tròn không? Em có nghe câu chuyện mà nghe câu chuyện về đêm khuya không? Em đọc cái câu chuyện đó đi là em sẽ hiểu được anh nói những gì ha. Nhớ là kéo là hai bên nè, lúc nào phải nghiêng nè, thấy nghiêng không? Nghiêng nè, bên đây cũng phải nghiêng nè. Đó, nghiêng vô như vậy thì bảo đảm với anh chị em là mình mới thấy đường, mình lấy cục bột mình đưa cục bột vô nó có đầy đủ hay không. Chứ không phải là anh chị em ngồi cứ vuốt tầm bậy tầm bạ, vuốt tùm lum tầm la nó không có điểm tựa là chết. Vuốt là phải có điểm nè. Đó, vuốt là phải có điểm nè. Đó, ví dụ như mình vuốt ở đây là mình vuốt ở đây thôi, chứ mình đừng có vuốt lung tung lăng tan gì. Có nghĩa là mình vuốt ở đây là mình vuốt ở đây, mình đã vuốt rồi thì mình vuốt chi nữa. Đó là mình đưa cục bột là mình phải đưa vô từ từ là mình phải thấy đường. Đó, mình phải thấy đường. Rồi mình mới dỡ cái đít lên mình lấy cục bột dư ra nè. Đó, cục bột dư ra để làm chi? Là lúc này là chi? Là ở dưới phần ở dưới đây nè, cái phần ở dưới đây nó không có dư bột nè, nó không có bị dính bột ở dưới đây nè, thấy không? Thấy rõ không? Nó không có bị dính bột dưới đó. Dùng cọ một thời gian ngắn nó bị sơ vậy chú? Vì sao dùng cọ một thời gian ngắn? Đương nhiên nó phải mòn con. Trời ơi, cái gì mà nó không mòn? Trời ơi, cái gì nó cũng phải mòn hết con. Sắt đá mà cũng phải mòn, không chỉ là cọ. Nó ma sát với nhau thì nó phải mòn chứ, hiểu không? Đó, chẳng hạn như cái cọ con cứ quẹt xuống giấy nè, nó ma sát thì đương nhiên nó phải mòn chứ, làm sao không mòn được. Cái gì mà không mòn? Cái ấy mà còn phải mòn nữa chứ, nói là không mòn. Đừng nói là không mòn nha. Anh nào mà không mòn là anh nó thánh đó. Cái ấy mà cũng phải mòn đó. Mấy anh nào mà nói, mấy anh nào mà chưa hiểu câu nói của tôi á, về tuổi của tôi đi là sẽ hiểu. anh chị em nào mà về cái tuổi của tôi là sẽ biết tôi nói có mòn hay không, là sẽ hiểu là tôi nói đúng. Đừng có nên suy nghĩ vậy. Tôi nói đây là sao? Nói đây là đang nói về chứng minh cho mọi người thấy trên đời này không có gì mà không mòn, ok? Đừng có nói với tôi là tình yêu là vĩnh cửu nha. Tình yêu mà không là cái sắc của mình nó sẽ đẹp, thấy rõ không? Đó là nó sẽ đều, không có cần phải vũ nhiều. Đừng có vũ nhiều làm gì đó, thấy rõ chưa? Là như vậy là mình đã xong cái sắc của mình, thấy rõ chưa? Mình đã đắp bột chuẩn là mình không có nên vũ nhiều. Anh chị em phải hiểu được tình yêu nó liên can tới vấn đề gì, nó liên can tới vấn đề vũa nè. Đó, cái sếp của mình nè, mình vũa nó sẽ không có ăn vô trong da thịt người ta, nó không có chảy máu. Đó, thấy không?
nhớ là như vậy thôi. Mình làm thật sự ra cái gì nó cũng có liên quan, nó có liên quan với nhau. Mình đừng có nghĩ là mình tấp bột xong rồi mình vũa. Sáng nay coi cái like anh nào, anh ngồi anh vũa thấy thương luôn. Anh vũa quá trời vũa, vũa má ơi. Anh vũa tay trái, thường thường tay trái nó bóp giấy không đau, vũa mệt lắm. Vũa má, má nhận ra luôn, vũa quá trời vũa. Em mình có hỏi anh câu sao anh vũa nhiều quá, tại vì anh đắp bột dài là anh đắp bột dư quá anh phải vũa, phải không? Tại sao vậy? Tại sao mình đắp bột dư chi, đúng không? Tại sao mình không đắp cho nó vừa đủ thôi? Mình không suy nghĩ ra được điều đó. Tại sao mình không đắp bột cho nó vừa đủ thôi để mình vũa ít lại? Tại sao đắp bột dư ra làm chi, đúng không? Bây giờ mà hỏi rau vũa như thế nào, Vũa Tình Yêu có địa chỉ rồi, anh chị em vô trong cái Facebook của Tình Yêu coi lại cái rau Tình Yêu chỉ như thế nào đó. Tình Yêu đã ghi rõ trong đó là xếp rau ví dụ như thế nào thì mình coi lại cái đó. Giờ mình đang vũa cái mình mà hỏi cái rau vũa sao sao biết, tôi biết được trả lời. Nó phải chứng minh, tại vì mình làm gì mình phải chứng minh cho họ, mọi người coi thì mọi người mới hiểu được, chứ giờ mình nói nhiều khi mình không có chứng minh đó, mọi người sẽ không có hiểu, đúng không? Cái gì cũng vậy, thực hành lý thuyết phải đi đôi với thực hành thì nó mới ra được đó. Chị em thấy Tình Yêu vũa không, rất là nhẹ nhàng và rất là lẹ luôn, không có cần thời gian lâu nữa. Đó là nó ra cái xếp sẵn cho mình không cần phải đụng đậy nhiều trong đó. Anh chị em làm nail, anh chị em phải cố gắng học được cái cách của Tình Yêu nè, để chị biết không, để cho người ta không bị chảy máu giống gì chân. Thường thường anh chị em dùng cái vũa này nhiều quá nó bị chảy máu, đúng không? Có công nhận điều đó không? Mình là người từng trải là mình cũng hiểu được điều đó. Cho nên từng khi mà Tình Yêu từng trải ra bị cũng bị giống như mọi người thôi, có không phải là không hay ho gì, nhưng mà tại vì mình làm những cái đó đã chảy máu người ta rồi đó, là mình phải cố gắng, mình phải rút tỉa ra kinh nghiệm để chi, để mình làm khách đừng có bị đau, đừng có bị chảy máu. Đó là do nhiều khi anh chị em đắp bột nhiều quá nó tràn ở đây nè, anh chị em vũa nó cắn cái bột nó dính vô cái da, cái anh chị em xẻ cái bột với cái da nó làm đôi thì đương nhiên nó phải đứt cái da của mình, cho nên nó bị chảy máu là như vậy đó. Còn cái này Tình Yêu đắp vừa tới là xong. Thấy không? Đắp vừa tới là vũa hai bên cạnh là nó không bao giờ bị chảy máu. Là vấn đề ở đây là như vậy. Tại vì khi anh chị em đắp nó tràn ở đây nè, cái bột nó tràn ra qua da nè, anh chị em vũa, anh chị em banh ra xong rồi vũa nè, vũa nó sẽ bị chảy máu, đúng không? Có công nhận điều đó không? Thật sự là nó như vậy mà. Nói ra thì anh chị em không chấp nhận thôi, nhưng mà nó là sự thật, lúc nào nó cũng là sự thật. Cho nên là vấn đề ở đây là mình phải coi để anh chị mình học hỏi. Mấy cái này đơn giản lắm, nó không có khó, nhưng mà nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Là những cái điều này là những điều tốt, nó không có hại cho mình đâu, nó đâu có hại cho mình, cho nên mình cố gắng mình phải học mấy cái này. Thế mọi người thấy Tình Yêu vũa không, cái đầu vũa chỉ sơ là nó ra cái xếp rồi, không cần phải vũa nhiều. Bây giờ đó mình đắp bột chuẩn là mình đâu cần vũa nhiều đâu. Cho nên là nội công thâm hậu, nội công, nhưng mà nội công mà không có võ công cũng như không, nội công không có võ công cũng làm được gì được đâu, đúng không? Võ công phải có nội công, cái võ công mà không có nội công cũng không được, mà nội công mà không có võ công cũng như không. Đó. Nội công thâm hậu thôi chứ đánh chiêu thức không có cũng như không. Coi phim tàu nhiều hiểu biết, đúng không? Coi phim tàu là biết nội công là phải có võ công nữa chứ không phải nói nội công không. Nội công mà không có võ công cũng như không. Mọi người thấy Tình Yêu vũa sệt nó ra cái xếp luôn không? Nó ra luôn chứ nó đâu phải giống như mấy người mà dùng cái vũa quá mạnh để làm chi? Dùng vũa mạnh để làm chi? Nó sẽ làm hao sức của mình. Nhiều khi tối về mà vợ kêu đi sai cái này sai cái kia mà không có sức là chết, bảo đảm luôn. Mất công mấy người nói là tại làm nail hít bi quịch nhiều sinh lý yếu. Này kia không phải đâu, tại vì mấy người ngồi không có đúng tư thế, làm không có đúng tư thế. Cái đó mình nói thiệt, không phải là mình nói sai đâu nha. Là tại vì anh chị em vũa là với anh chị em ngồi không có đúng tư thế. Rồi những cái tư thế mình ngồi lâu năm nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thứ hai nữa là mình đắp bột mình vũa dùng sức vũa nhiều quá cũng không có tốt. Thấy không? Mình cái gì mà nó nhiều quá nó đâu có tốt đâu. Nó vừa thôi là được. Đó, chị em thấy rõ không? Là mình lên đây mình coi like là mình nói những cái gì nó hiện thực lắm, rất là hiện thực cho mọi người. Tại vì Tình Yêu cũng từng trải mấy cái đó, cho nên Tình Yêu hay chia sẻ là những cái gì mà kinh nghiệm mình đã từng trải thì mình hay chia sẻ lại cho mọi người là như vậy. Thấy không? Mình vũa không có nhiều, mình vũa rất là nhẹ nhàng mà sao nó cái xếp nó vẫn ra đẹp, là tại vì mình đắp bột nó đã đẹp rồi, mình cần gì vũa nhiều, đúng không?
sau bây giờ tình yêu sẽ dùng cây dũa. Ví dụ anh chị em nào mà mắt kém nè, ok, nhát tay nè, anh chị em sẽ dùng cái đầu dũa nhọn của mình. Đó, anh chị em nào mà nhát tay nè, hoặc là dũa mắt kém nè, đó, dũa cái đầu dũa nè. Giờ dũa nè, mở máy maximum luôn nè, mở máy lớn thiệt lớn, thấy mở máy lớn không? Nè, chạy nè, để nhẹ vô chạy nè. Đó, nhẹ, không có đè. Tự động cái đầu dũa nó ăn rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, nó ăn cái kia cồn nè, thấy chưa? Thấy rõ không? Ví dụ mình chạy một lần không được thì mình chạy hai lần không được thì chạy ba lần, vậy thôi. Đó, zoom ra cho mọi người coi nè. Thấy tình yêu không có đè không? Đó, không có đè nha, đó, không có đè. Đó, nghiêng qua là chạy nè, thấy chưa? Không có đè, tình yêu không có đè cái đầu dũa. Anh chị em mà đè cái này nó lủng một lỗ liền đó, tại vì cái dũa này mà anh chị em đè là không được, đè là nó không nó sẽ đi luôn. Còn cái này mình để vô mình chạy nè, thấy không, mình chạy nè, nó mình chạy nhẹ nè, đó mình chạy nhẹ nè, thấy chưa, mình chạy cái đi cồi rất là đẹp luôn, thấy rõ không? À, ví dụ như cái dũa mà nó bị dính bột ở đây nè, đúng không, là mình lấy cái đòn chải sắt, mình chải chà mông á, mình chà nó ra, đó, chà cho nó văng cái đầu, cái những cái bụi trong cái đầu dũa ra, rồi xong mình chạy tiếp, đó mình chạy nè. Anh chị em thấy không, cái kia thì cổ của mình nó tròn, nó sạch đẹp không? Thấy chưa nè, đó, chạy nè. Đó, thấy không, cái kia thì cổ mình nó đẹp không? Nó không bị mắc bột. Tại vì anh chị em đút cái đầu dũa vô liền á, anh chị em dũa liền là cái bột ở đây nè, nó sẽ bị hở ra nhiều lắm. Tại vì anh chị phải đè cái đầu dũa vô để sợ nó bị hở á, anh chị em sợ nó bị hở. Cho nên anh chị em cứ đè cái đầu dũa vô đây, anh chị em dũa liền nó bị hở cái đầu, hở cái bột này ra. Tại vì thường thường anh chị em đè xuống để cho ăn bột lên chi biết không, cho nó sát cái cuticle thì nó đương nhiên nó sẽ không có bị hở, thì nó nếu không bị hở thì nó ăn bột nhiều quá nó sẽ bị hở cái da cái bột ra đó. Còn cái này tình yêu không có dũa nhiều đó, đắp bột vừa da thịt, trên da thịt là dũa đúng luôn, ra là nó đều trang luôn, nó đẹp luôn. Cái cuticle của tình yêu nó dũa ra nhìn nó đẹp mà bảo đảm đi là không có bị giờ bị gì luôn. Bị lép hai bên hông ha, bị lép hai bên hông là do em chạy với nhám á, ngang coi lại từ đầu anh chỉ rất là kỹ, do em không có chịu chà với nhám ở đây kỹ nè, em chạy sơ là không được, em phải banh cái da thịt người ta ra em chạy với nhám. Cái giấy nhám thấy vậy cho nó quan trọng lắm, nó không có độ nhám là nó không ăn bột đâu đó nha. Tại vì em chạy mà hai bên hông em không có banh cái da thịt người ta ra, em chạy cái giấy nhám em đắp bột lên nó bị hở tại chỗ luôn, nó không ăn bột luôn á. Nó không ăn bột là nó sẽ bị hở thôi. Mình nhớ là dũa, đừng có dũa nhiều quá. Dù người ta có bột gì, cái dũa văng bột luôn để cho nó hở chi. Nó không có bột thì đương nhiên nó phải hở rồi, đúng không? Thường thường anh chị em hay dũa hai bên hông bên tay phải nè. Anh chị em nào mà làm bên tay phải đó, là dũa bột mắc luôn cái phần bên tay phải này luôn nè. Cái phần tay phải này nè, thường thường anh chị em hay bị mắc bột lắm, đúng không? Tại vì anh chị em đè cái đầu dũa quá mạnh. Tại vì cái bên tay phải là bên tay thuận của mình đó, mình xài nhiều quá nó bị hở. Còn cái này tình yêu không bao giờ đè cái đầu dũa, bất cứ cái đầu dũa nào tình yêu cũng đè hết á, mình chỉ dũa láng mà thôi chứ đâu có cần phải đè bột đâu. Tại vì anh chị em đè, anh chị em không có chịu để nhẹ vô, tình yêu chỉ cần để nhẹ vô nè, đó, để nhẹ vô tình yêu dũa nè, thấy chưa, bột chỉ là chạy cái cuticle cho nó sạch thôi chứ không phải lấy bột ra. Anh chị em nhớ là như vậy, đắp bột là phải đắp cho chuẩn, đắp chuẩn đen chi để khi mình dũa mình không cần phải dũa nhiều, thấy rõ không? Mình người thấy nhớ rõ là như vậy. Cho nên là anh chị em phải cố gắng, đừng bao giờ thứ nhất là giấy nhám của mình phải chạy cho kỹ, ok, thứ hai là mình đắp bột xong rồi mình đừng có đè cái đầu dũa để mình lấy bột xuống, cái đó gọi là lấy bột xuống chứ không phải là dũa láng. Còn cái vấn đề ở đây là tình yêu lấy bột nè, đó, lấy bột nhưng mà cái này là để lấy láng chứ không phải là lấy bột để cho nó mắc bột. Cái mắc bột nó khác mà cái giữ bột nó khác, hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Anh chị em phải nhớ là một điều là như vậy, mình bỏ bột lên để chi, để cho người ta bảo vệ cái tay của người ta, xong tự nhiên ngồi dũa quá trời dũa, hồi bột văng đi hết, cái đó là điều sai rồi, đúng không? Nếu mà làm như vậy là mình đã làm sai, mình làm sai là phải sửa đó. Cái quan trọng là ở đây là sai là phải sửa, tại vì mình đắp bột xong lên đẹp tự nhiên hồi ngồi dũa quá trời dũa. Anh bên tay trái thì cắm đầu cắm cổ dũa xong rồi bên tay phải cũng cắm đầu cắm cổ dũa xong hồi mắc bột hai bên hông, là do như vậy nó bị hở nữa đó. Bây giờ vấn đề ở đây nữa nè, vấn đề ở đây mình dũa láng nè, bây giờ chữa cái này xong nè. Anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại ha. Số điện thoại của tình yêu là 832 216 7717. Rồi,
xong xuôi là cái gạo vũ láng nè, vũ láng nè, chà lấy cái bàn chải chà mông nè, chà nè, chà cho nó sạch nè, cho nó dính khỏi dính bột nè. Đó. Xong rồi là mình coi mình chạy nè, coi cái bằng mình chạy nè, chạy là nó chạy nhẹ thôi, đây nè, không có đè nè. Đó, để vô chạy nè, thấy chưa, là cái phần này là mình nghiêng qua cái tay này đè xuống nè, lấy cái tay này khóa lại nè, mình dở chạy một lần nữa thôi. Đó, như vậy là xong rồi đó. Là mình không có chạy nữa rồi đó, thấy không, thấy không, nó sạch rồi đó, sạch cái kia đi cô là mình chạy vòng ngoài thôi. Thấy chưa, đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần ở trong rồi. Mình có cái đầu vũ nhám, mình đã có cái đầu vũ nhọn là mình chạy rồi. Là mình không có chạy nữa, là mình chạy cái phần ở dưới này cho nó cái đầu nó mỏng để chi cho cái móng nó đẹp thêm. À, như vậy là xong, hoàn thành xong, hoàn thành xong cái móng, thấy không, thấy tình như chạy không nè, chạy phần ngoài, phần trong nè, nghiêng xuống banh ra nè, chạy nè, đó, thấy chạy không, chạy sát nè, nè banh ra ngón cái nè, banh ra nè, chạy nè, thấy nó láng chưa, rồi nó láng là thôi, rồi chịu ở ngoài thôi, đó là mình chạy phần ngoài thôi nè, đó. Bây giờ nhớ là mình phải nghiêng cái đầu dũa như thế nào, nghiêng cái đầu dũa như thế nào, cái phần bên tay phải nè, không thấy đường nè, lật cái ngón tay người ta nghiêng qua mới thấy đường, bên ra mới thấy đường nè, dũa nè. Đó, còn cái vấn đề bên đây mình phải nghiêng qua nè, đó, ngón tay này bên ra là mới thấy đường nè, chứ không phải mà ngồi đó mà sẹt sẹt. Dũa neo gì mà tôi thấy mấy người dũa ngộ lắm, có nhiều người dũa ngộ lắm, dũa vậy nè, tôi nói luôn dũa vậy nè. Dũa xuống như vậy, xong rồi cái ở đây cái là cái phớt qua. Giống như sợ vậy, còn cái này là mình chạy nè, banh ra là chạy nè. Thấy chưa, banh ra là chạy nè, cái kia cổ đấy nó sạch không? Đó, banh ra nè, nó láng là thôi, mình đừng có đụng nữa. Nó đã tròn rồi mà nó sạch rồi thì mình đừng có nên đụng vào nó nữa, ok. Thấy chưa? Đó, là mình chạy nè, thấy chưa? Rồi, chạy ở dưới này, đặt cái vũa dưới nè, cho nó mỏng cái đầu nè. Đó, là cái xét của mình nó sẽ càng đẹp hơn nữa. Thấy không, vấn đề đây là nó đơn giản lắm mà mọi người không chịu nhìn thôi. Cái đầu dũa anh đang dũa là 20 đồng một cây em ơi, anh chị em nào muốn xài thì mua cái đầu dũa này về xài đã lắm, dũa láng rất là sướng nha. Anh chị em nào muốn xài thì gọi số điện thoại cho tình yêu nha, số điện thoại là 832 216 7717. Đó, chị em thấy tình yêu xài không, rất là dễ thương, rất là dễ làm. Đó, nhớ là như vậy, mình chạy đầu dũa mình không có đè bất cứ một cái đầu dũa nào, mình chạy mình thấy bột nó còn nằm trên đây chứ đừng có đè đến mất bột. Và nhớ là như vậy nè, thấy bột nó còn mình chỉ cần mình đưa vô nè, để nhẹ vô cái tay này banh ra nè, để nhẹ vô nè, đầu dũa để nhẹ vô là chạy láng nè, thấy chưa, đó, thấy chạy láng không nè, banh ra nè, chạy qua đây là ôm cua luôn nè, xong như vậy là cái kia được cầu đã xong rồi, mình chỉ nằm ra ngoài là mình chạy cái phần này thôi. Đó, phần này cho nó láng nè, dũa không có đè, anh chị em không có đè cái đầu dũa. Rồi ta chạy lại cho nó mỏng nè, đó, cho nó mỏng cái đầu là cho nó đẹp nè. Đó, thấy chưa, là cái phần này là mình chạy nó rất là đẹp. Đó, bây giờ mình dở cái đầu lên cho nó nè, nhìn nó sạch sẽ gọn gàng không. Đó. Số điện thoại của tình yêu là 832 216 7717, nhớ nha. Nè, nghiêng qua nè, đưa đầu dũa nè, banh da thịt ra nè, đưa đầu dũa vô nè, chạy nè. Thấy chưa, chạy không, để sát lên cho mọi người coi nè, banh ra nè, chạy nè. Đó là cái indicator nó sạch rồi, là mình không có đụng vô nữa, rồi chỉ cần mình chạy bên ngoài này nữa là xong. Đó, tại vì mình đắp bột đẹp rồi, mình cần dũa nhiều, mọi người đâu cần phải dũa nhiều, đặt cái dũa dưới nè. Đó, chạy nè, thấy chưa, là cái indicator nó láng nè, cái đầu nó láng, cái dưới này nó sạch sẽ nè, nhớ là như vậy thôi. Mua đầu dũa tình yêu là ship nhanh gọn lẹ, thích làm dũa của anh. Dạ, cảm ơn mọi người nha, tại vì tình yêu là bán đồ là ship trong ngày, không có để lâu. Đó, chỉ có mấy ngày sau là anh chị em nhận hàng và xài thôi. Thì không có để lâu, tại vì ship tại chỗ liền. Mua hôm nay là ngày mai ship liền. Đó, ví dụ như buổi sáng, buổi chiều ship luôn. Đó, ship là khoảng 3-4 ngày sau là mọi người có đồ để xài rồi. Nhớ đặt cái dũa dưới nè, nhẹ nè. Đó, lấy cái đầu dũa nè, cho nó nhẹ, cho nó bay một cái đầu dũa, chỗ dày, khúc dày này ra cho nó mỏng, nhìn nó đẹp. Thấy chưa? Ok, mọi người nào mà gọi không được á, thì anh chị em nhớ thích message dùng cho tình yêu nha. Nhiều khi bận quá không có bắt điện thoại, anh chị em cứ thích message đi là sẽ bảo đảm 100% là sẽ hàng tới tay. Anh chị em nào mà gọi không được á, anh chị em thích giùm mình ha. Bảo đảm là sẽ có người trả lời cho mình sau, tại vì nhiều khi bận, nhiều order quá đó, anh chị em không có trả lời được á, anh chị em nhớ cố gắng thích cái message lại thôi. Ok.
cần mua cái gì là gọi vô, gửi vô, xong rồi gửi số điện thoại với lại gửi địa chỉ với gửi tên, là bảo đảm là có người sẽ gọi lại cho mọi người thôi, nhớ nha. Đó. Thật sự ra tình yêu làm bọn em không có lâu đâu mọi người, tại vì mình ngồi mình tám rồi mình chỉ rất là cặn kẽ cho mọi người, để mọi người chia sẻ cho mọi người hiểu cách làm om rê rồi cách sẽ như thế nào. Thật sự ra những cái này là những cái everyday trong tiệm của mình đều có đó. Cái này là chén cơm của mình hàng ngày luôn á. Thiệt mà, cái này là chén cơm của tình yêu mỗi ngày. Và tình yêu làm ít nhất tình yêu phải làm ít nhất không phải là 3 bộ, 4 bộ om rê một ngày à. Mà làm om rê như vậy là bảo đảm là tối về là nhức nách luôn. Còn bữa này là bảo đảm tối về là em bé có bầu luôn. Rồi nhớ nè, chửi luôn cái phần ở dưới. Chạy rất là đầu giữa là rất là mỏng, cái đầu nhìn cái sếp của mình nhìn là ghiền luôn, đúng không? Rồi mình chỉnh sơ lại cái nữa là xong. Đó, chỉnh sơ cái sếp lại này đó, chỉnh sơ lại một cái nữa cho nó đẹp, nhất cái nách luôn là bảo đảm mà hoàn thiện 100%. Đó, cái đầu giữa của mình, cái móng sếp của mình đó, nói chưa? Đó, giữa sếp sơ lại chút cho nó đẹp. Anh chị em nào có còn 3 tuần nữa có lớp, cái đi học cái lớp của tình yêu vào tháng 5 á, anh chị em nhớ mang đầu, mang máy dũa, mang cọ với lại mang cái kéo nha, mang cái máy dũa, mang cái cọ và cái kéo, ok, chỉ có vậy thôi, cái máy dũa, cây cọ và cái kéo, 3 món thôi là tới đây là tình yêu, còn mấy thằng kia là tình yêu đã tài trợ rồi. Anh chị em nhớ mang theo 3 thứ món đó thôi để đi học. Kéo để làm gì? Kéo thí dụ như kéo á, mà thí dụ như mà tới sư phụ mà dạy không được nữa thì thiến luôn, lấy kéo thiến luôn chứ giờ làm gì giờ. Đó, nhớ là mang theo kéo, máy dũa với lại cái cọ nha. Anh có cơ sở là sao em? Có cơ sở là sao anh có cái chỗ nào để dạy ở bên Việt Nam đó hả? Anh xin lỗi Việt Nam, anh đâu có biết ai đâu mà dạy ở bên Việt Nam em. Anh đâu có dạy ở Việt Nam. Hôm nào có dịp nào về Việt Nam chia sẻ cho mọi người một khúc thôi. Chia sẻ cho mấy em chân dài. Tay này mà tới rửa tay xong mà lại bỏ treo là bảo đảm luôn, không đẹp không ăn tiền. Thì từ cái móng cho tới cái đắp bột của mình nó chuẩn đó, mình thấy nó đẹp lắm. Ở ngoài, ở trong không biết, ở trong video không biết sao chứ ở ngoài là tình yêu thấy đẹp lắm. Nhìn cái xếp cho tới cái ôm rê nó đều từ trong ra ngoài là đã mới ghi. Nhớ là mỏng thôi, đừng có dày nè, khóa cái đầu nè. Đó, bây giờ nó mỏng, nó bóng, chứ đừng có dày quá nè, nhớ nè, mỏng nè. Kéo vô nè. Bây giờ kéo làm sao, đừng có để cho mắt cái sếp nó dày quá, mắt cái sếp làm sao. Đó, mỏng nè, nhớ là kéo vô nè, banh da thịt người ta ra là kéo nè. Cho nó ôm cái móng nè, xí, ôm cái móng nè, đưa vô nè. Bây giờ tình yêu để nó lâu vậy nó đâu có chảy đâu, anh chị em sơn nó dày quá nó bị chảy. Hiểu không, sơn nó mỏng thôi, nó không có bị chảy. Sơn mỏng làm sao bị chảy được, sơn là nó sẽ bóng. Đó, nhìn nó đẹp không? Đó, nhớ là sơn mỏng là dư là phải trả vô chai lại. Đó, khóa cái đầu lại nè, rồi bỏ vô trong máy nè, thấy không? Nhìn đi, nhìn cái tay tình yêu làm ra là bảo đảm luôn, ghiền luôn. Ờ, Ngọc Trinh đâu có đẹp đâu em, Ngọc Trinh sao đẹp bằng anh được. Ở lại cọ về chưa nữa. Còn cái kiếm này người đẹp có lấy không? Ngọc Trinh đâu có đẹp đâu em. Ngọc Trinh chẳng qua là nó sexy thôi chứ nó đâu có đẹp. Đẹp là phải nói tới tình yêu mới đẹp được. Ngọc Trinh đâu có đẹp. Ngọc Trinh còn thua mấy người kia xa. Nói chữ đẹp là Ngọc Trinh không đẹp. Mà Ngọc Trinh là chỉ có sexy thôi chứ không có đẹp nha. Có chừng lộn. Bây giờ hỏi em nè, nếu mà Ngọc Trinh đẹp thì cho ngủ không? Cho ngủ với Ngọc Trinh ngủ không? À, trả lời em đi. Cho ngủ với Ngọc Trinh có ngủ không?
anh mà cho anh ngủ với Ngọc Trinh anh không ngủ, anh đâu ngủ, anh không thích ngủ với Ngọc Trinh đó. Nếu mà cho anh ngủ với Ngọc Trinh là anh không ngủ đâu, anh thức thì anh chịu chứ ngủ anh không chịu. Cho anh ngủ với Ngọc Trinh là anh không chịu, thức anh mới chịu chứ còn ngủ là anh không chịu nha. Ngủ là anh không ngủ à, kêu tôi ngủ là tôi không chịu à, ngủ là thôi để nhà tôi ngủ mình sướng hơn đúng không, kêu thức là tôi sẽ thức đó, ok không? Thấy không, nhìn là ghiền luôn đó, cái top này thấy không, sơn là nó đẹp này không, top là sơn nó bóng lưỡng rồi không, sơn nó mỏng rồi nó sẽ đẹp thôi, đừng có sơn dày, nhớ là như vậy nè. Thấy đưa sát lên cho coi không nè, thấy nó mỏng không, nó mỏng rồi nó mới đẹp được, thấy chưa nè, nó mỏng nó đẹp được, thấy nó bóng không đó. Rồi $60 ngon lành, lấy $60 là bảo đảm là ghiền luôn. Rồi tình yêu xin tạm biệt chương trình ở đây đó, tạm biệt chương trình ở đây, nhìn cái sếp của mình nha, rất là đẹp nha mọi người, ok, nhớ là cái sếp của mình là phải đẹp nha, thấy chưa, nhìn là từng nét một, ok. Rồi tình yêu xin tạm biệt chương trình ở đây nha, bye mọi người nha, chúc mọi người coi like học